Hưởng ứng chương trình Triệu Bữa Cơm do Trung hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng công ty thực phẩm PepsiCo Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn nước giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam tổ chức với thông điệp Chào bữa cơm, chào niềm tin để hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn đang chịu tác động của dịch bệnh COVID-19. Ngày 13 tháng 4 năm 2020, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã tổ chức giới thiệu trực tuyến chương trình Hà Nội Nghĩa Tình, hỗ trợ 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn, đẩy lùi COVID-19 và chiến dịch 10.000 việc làm vì cộng đồng, chống thất nghiệp mùa dịch. Tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Thành đoàn Hà Nội, cùng lãnh đạo một số ban đơn vị và 110 điểm cầu của đoàn cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. Chương trình Hà Nội Nghĩa Tình 8.000 suất ăn mỗi ngày tiếp sức sinh viên, công nhân và người gặp khó khăn là một trong bốn nội dung nằm trong phong trào Tôi yêu Hà Nội xanh, Hà Nội trẻ, Hà Nội văn minh, Hà Nội nghĩa tình do Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đang triển khai. Chương trình 8.000 suất ăn tiếp sức với sự hỗ trợ từ Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các đơn vị đồng hành sẽ được triển khai từ 13 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 2020 thông qua việc trao tặng thực phẩm gồm gạo, thịt, rau, nước uống, trứng, nhu yếu phẩm được chuyển trực tiếp hàng ngày hoặc theo đợt 3 ngày một lần đến các đối tượng gặp khó khăn thông qua hai hình thức: trao trực tiếp tại nhà hoặc trao tại các điểm tập trung tại trụ sở đoàn thanh niên, nhà văn hóa phường xã, khu ký túc xá sinh viên, khu nhà trọ công nhân trên địa bàn thành phố. Do tổ chức đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đảm nhận việc phân phối, đảm bảo nguyên tắc giãn cách xã hội và các quy định của Bộ Y tế.